bạn đang đến với kênh Người Kể Chuyện Hôm nay chúng ta cùng đến với một tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc với nhan đề Các vị hiện tại Nếu các bạn đã là thính giả của kênh Người Kể Chuyện thì chắc vẫn nhớ nhân vật tổ trưởng dân phố bị ví với mõ làng trong chuyện quyền lực của mõ Sau khi bị mất chức tổ trưởng thì vị này đã quay về làm xe ôm rồi chuyển sang lái xe taxi cho nó xa Khi bà vợ thấy Lái xe taxi cũng là một nghề nguy hiểm Thì nhân vật chính của chúng ta Lại chạy vậy Để vào một viện nghiên cứu khoa học Và làm tài xế Cho xếp viện trưởng Trong cái hành trình Từ cái lúc mà Đi khám sức khỏe Rồi thì lo bằng cấp Rồi cho tới khi mà vào được tới viện Để làm chân lái xe cho các xếp qua đời xếp cũ rồi sang xếp mới thì đấy là cả một cái câu chuyện sâu chuỗi và hài hước bi hài mà cười ra nước mắt của cái nhân vật chính của chúng ta bằng một giọng văn châm biếm hài hước và sâu cay thì nhân vật chính của chúng ta đã khiến cho người đọc người nghe đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi chui vào trong chăn và đếm giận cho mọi người cùng thấy nào là sự tiện lợi của cái vụ cải cách hành chính một cửa khi đi khám sức khỏe để xin giấy tờ làm việc. Nào là mua bằng, chỉ cần ngồi nhà nhắn tin và chuyển khoản. Nào là mua bằng giả combo thì sẽ siêu khuyến mại. Nào là nâng cao trình độ chuyên môn, nào là luân chuyển cán bộ, nào là thằng này ngày xưa ngu lắm, vân vân và vân vân. Người đọc, người nghe sẽ cười gần như từ đầu đến cuối chuyện. Nhưng cũng vì thế càng cảm thấy đau đớn vì xã hội ngày càng có nhiều điều chướng tai gai mắt còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện đầy trao phúng qua giọng đọc của phạm giang từ khi thôi chức tổ trưởng dân phố đi lái xe taxi cuộc sống của tôi cũng bớt phần khó khăn tuy nhiên bà vợ tôi là tín đồ của tờ an ninh thủ đô thấy báo hay đưa tin về các vụ cướp xe taxi các vụ tài xế taxi hất cảnh sát giao thông lên nắp capo dẫn đến việc dính vào lao lý chưa kể nhiều vụ lái xe taxi bắt tay với các em chân dài hình thành liên minh ma quỷ từ đó bà vợ tôi đưa ra kết luận nghề lái taxi là một nghề nguy hiểm đầy cám dỗ và nhiều tệ nạn như thấu hiểu tâm trạng của chị gái mình chú em vợ tôi sang chơi thông báo anh à ông lái xe cho viện trưởng bên em đến cuối tháng này chính thức nghỉ hưu anh chuẩn bị hồ sơ đi rồi anh em mình đến nhà lão trường phòng tổ chức nhé nhanh không thông tin mà lộ ra là nhiều người tranh nhau lắm tôi hỏi lại thế cần những thủ tục gì hả cậu bác cứ chuẩn bị cho em một bộ sơ yếu lý lịch đơn xin việc giấy khám sức khỏe ờ thêm cái chứng chỉ tiếng anh cơ bản bằng thiên học văn phòng nữa là được ô hay Sao lái xe mà cần gì đến bằng máy tính với lại tiếng Anh hả cậu Chú em vợ bèn giảng giải Bác lạc hậu quá Bây giờ là kỷ nguyên 4.0 rồi Đến bà lau công chuyên dọn nhà vệ sinh cửa cơ quan em Cũng có bằng đại học tại chức nữa là cái chân lái xe Ghé tai tôi Cậu nói nhỏ Cái gì không học được thì mua được Cả cơ quan em có mấy đứa bằng thật đâu Cái này thì tôi tin Vì chú em vợ ngày xưa chỉ là thằng lông bông Không có học hành gì Vậy mà bây giờ cũng có bằng tiến sĩ của một viện nghiên cứu Tiến sĩ giấy Nhưng bồng lộc là thật Hiện cũng là chân phó phòng rồi Tôi nghe nói ở viện đó nhiều vị bằng cấp còn nhiều hơn cả tuổi đời Thôi thì Hai chị em đã nói vậy Thì tôi đành nghe theo Hôm sau tôi xin hãng taxi cho nghỉ việc mấy ngày để giải quyết việc riêng Theo lời mách của cánh lái xe Tôi lượn xuống một bệnh viện nhỏ heo hút ở Vendo để khám sức khỏe Cho vào hồ sơ Gửi xe xong, đang đi vào công viện Bà bán nước thấy tôi thì gọi giật giọng Bác kia đi đâu? Nếu đi khám sức khỏe thì ngồi đây mà xếp chỗ Quái lạ, tôi đi khám sức khỏe sao lại phải ngồi xếp chỗ từ hàng nước ở ngoài cống vừa ngồi xuống ghế bà bán nước nói luôn bác cho em xin năm chục tiền hồ sơ với ba trăm nghìn tiền công khám nói xong bà rúi vào tay tôi bộ hồ sơ khám sức khỏe bắt kê khai tên tuổi địa chỉ và số chứng minh thư sau đó bà kêu người tiếp theo khi gom đủ mười bộ hồ sơ Bà bán nước vẫy một cô mặc áo blue trắng lại Không rõ cô này là y tá hay bác sĩ nữa Đưa tập hồ sơ cho cô bé Bà bán nước nói Còn mang vào Nói bác sĩ Điền các chỉ số Cục dấu Rồi mang ra cho U nhé Thấy tôi lờ ngờ Bà bán nước mới nói Lần đầu bác đi khám sức khỏe Đúng không Bà bán nước giảng dài nếu vào kia mua phiếu xếp sổ và đi qua đủ các phòng ban thì nhanh nhất đến cuối giờ chiều may ra bác mới có kết quả nhé quả thật tôi và nhiều người khác ngồi uống chưa xong chai nước thì cô mặc áo blue trắng đã chạy ra với tập hồ sơ có đủ dấu đỏ đưa cho bà bà bán nước cầm tập hồ sơ gọi đến tên ai thì người đó cầm về mở hồ sơ ra tôi thấy tất cả các hạng mục cần khám đều có ghi chỉ số đầy đủ có chữ ký của các bác sĩ phía dưới quan trọng nhất là phần kết luận có ghi đủ sức khỏe thực hiện mọi nhiệm vụ ký tên và cột dấu đỏ còn có chức danh phó giáo sư tiến sĩ hẳn hoi tôi thầm nghĩ không biết cái lão ký xác nhận và cột dấu cho mình có bằng thật hay không nhỉ lần đầu tiên trong đời tôi được hưởng thành quả của hành chính công một cửa. Quá tiện và nhanh. Việc mua bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng A tiếng Anh lẫn bằng tin học văn phòng còn diễn ra nhanh hơn nữa. Tôi không phải làm gì, chỉ ngồi nhà nhắn tên, ngày tháng năm sinh, sau đó truyền tiền qua tài khoản của bên cung cấp dịch vụ là có người ship đến tận nhà. Sau khi trao các giấy tờ đó cho tôi, cậu shipper trẻ có nói Sau này, nếu cần bằng đại học hay bằng thạc sĩ, tiến sĩ để lên chức Bà cứ ới em một câu nhé Thật ra Mua bằng chỉ để hợp thức hóa Và làm đẹp hồ sơ thôi Còn cái vụ tiếng Anh Thì tôi chấp cả lò thằng tiến sĩ Em vợ tôi Nó có học ngày nào đâu Gặp Tây chỉ có úa vài câu Ngày trước á Tôi chạy xe ôm Hay chờ bọn Tây ba lô nên chém tiếng Anh bồi như gió Còn cái khoản tin học văn phòng gì đấy à Tôi cũng không ngán Tôi là chuyên gia bỏ học, ra quán cày game nên sử dụng máy tính khá là thành thạo. Ít ra cũng phá hỏng 30 cái bàn phím của tiệm game ngay cạnh trường học rồi. Khi đã có đủ bộ hồ sơ hợp lệ, tôi và cậu em vợ sách theo chai Chivat 18 mà tôi mua ở bãi phúc xá có giá 200 ngàn. Sách rượu rởm cùng với cái phong bì, trong đó có 50 triệu, vợ tôi vừa phải vay từ quỹ so đói giảm nghèo của phường mang đến nhà lão trường phòng tổ chức. Giá của một suất lái xe được lão chốt đúng 100 triệu, không bớt một xu. Nhưng vì là chỗ đồng nghiệp thân tình với cậu em vợ và do nhà tôi chưa chuẩn bị đủ tiền nên lão linh động cho thanh toán trước 50 triệu. Số còn lại trả góp mỗi tháng 10 triệu. Tôi thấy vụ chạy việc cho trả góp y như mấy cái siêu thị điện máy ở nhà vậy nhà lão trường phòng trên tầng 12B của chung cư Eco Home. Đây là khu nhà ở xã hội. Thấy tôi ngạc nhiên, cô em vợ nói. Lão đang chạy chức viện phó nên phải nằm gai nếm mật. Cái biệt thự ở khu Chia Lô đã cho Tây thuê kiếm mấy ngàn đô một tháng rồi. Về đây ở để lão được tiếng là thanh liêm, gian dị. Hồ, hóa ra là vậy. Đúng là không thủ đoạn, không làm xếp được để được nhận làm chân lái xe. Tiền xóa đói giảm nghèo của nhà tôi được kính chuyển sang làm giàu cho nhà lão trưởng phòng tổ chức kể từ tối hôm đó. Theo như giới thiệu, thì xếp viện trường mà tôi sẽ lái xe phục vụ có hai bằng tiến sĩ, trong đó có một bằng do trường bên Mỹ cấp. Dù xếp không rành tiếng Anh và cũng chưa từng nhấc mông qua đó. Với kinh nghiệm từ vụ hồ sơ xin việc, tôi đoán ngay Lão này cũng mua bằng online như mình thôi. Còn đề tài tiến sĩ của sếp tại Việt Nam có tiêu đề Bàn về cách ngắm mông của phụ nữ, sao cho có văn hóa. Úi chà, ngày xưa chắc lão này chuyên đi nhòm trộm hay sao ấy, mà nghĩ ra được cái đề tài đó nhỉ? Người xưa nói, hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Vậy mà sao bây giờ lắm hiền tài dở hơi thế không biết? Thôi Thì xếp nào thì quân như thế Cả cụ chả nói Nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã còn gì nữa Đã kể Thì kể cho hết Ngày trước tôi thi lấy bằng lái xe ô tô Ba lần đều trượt Lần thứ nhất Thì không qua được vòng lý thuyết Lần thứ hai Nộp tiền chống trượt lý thuyết Thì lại không qua được phần đề ba lên dốc Lần thứ ba Vẫn trượt tóm lại là cái bằng lái xe của tôi cũng mua thôi sếp viện trưởng khi gặp tôi chỉ dặn cậu nhớ quán triệt tư tưởng ba không không hỏi không nghe không nhìn chịu khó học hỏi và nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ tốt cho công việc sau này tôi mới rõ nâng cao kiến thức tức là luôn phải cập nhật các tụ điểm ăn chơi nhưng kín đáo cho sếp đang lái xe yên ổn cho sếp được khoảng một năm thì cơ quan tôi lại có một vụ xáo trộn lớn nghe nói bây giờ để chuẩn hóa cán bộ mọi người trong viện nghiên cứu từ bảo vệ lao công tạp vụ đến lái xe thì tối thiểu cũng phải có bằng đại học trở lên cán bộ nhân viên các phòng ban thì phải có bằng thạc sĩ cả cơ quan mọi người nháo nhào hết cả lên Suốt cả tuần vừa rồi, ngày nào mấy mẹ khối văn phòng chuyên trách in sống ảo trong cơ quan, dạo này cũng chăm vào mạng để tìm kiếm thông tin về bằng cấp lắm. Biết thần, biết phận, tôi cũng lục tìm số điện thoại của cậu shipper trẻ lần trước và bày tỏ nguyện vọng mua tấm bằng đại học để cho vào hồ sơ. Cậu thanh niên nói luôn, Bây giờ bác có mua một bằng đại học cũng mất 4 triệu 500 ngàn. Ai dám đảm bảo cơ quan bác vài năm sau không đòi hỏi nâng cao trình độ lúc đó lại mất thêm tiền mua bằng thạc sĩ hiện bên em đang có đợt siêu khủng nếu bác mua combo cả bằng đại học lẫn bằng thạc sĩ em chỉ lấy có 6 triệu thôi bình thường mua riêng á à, cũng mất 10 triệu cho hai loại tiếc tiền quá nhưng mà tôi cố nói vớt thôi em cho anh cái bằng tại chức cũng được cậu thanh niên phá lên cười rồi nói <laughs> bác số đen rồi bình thường cái bằng tại chức rẻ hơn bằng chính quy hai triệu nhưng bây giờ có quy định mới công nhận hoai lại bằng nó như nhau nên hiện nay bằng tại chức hay là bằng chính quy đều đồng giá bốn triệu năm trăm ngàn bác nhé cậu thanh niên lại nói thêm bác mà không mua nhanh có khi lại lỡ việc đấy nghe bùi tai tôi lại vay mượn để trồng đủ tiền nhằm hoàn thiện con đường học vấn của mình khác với việc mua mấy cái chứng chỉ lần trước lần này tôi còn phải thuê bộ áo thùng mũ vuông và chụp hình cho thêm phần chân thực theo sự tư vấn của cậu bé bán hàng có tâm bằng đại học của tôi sẽ là cái bằng chuyên ngành chế tạo máy quá hợp với cái nghề lái xe còn bằng thạc sĩ là chuyên ngành tâm lý giáo dục theo cách giải thích của cậu bán bằng thì ngành đó ít ai buồn để tâm mấy hôm sau có lễ trao bằng cho các thạc sĩ học giả nhưng có bằng thật được tổ chức tôi cũng đến để chụp ảnh vì tôi là thạc sĩ dòm toàn phần nên cậu bán bằng còn kỳ công kiếm cho tôi thêm một ông giả hom hem sau này tôi mới biết là bảo vệ đêm ở siêu thị đóng vai giáo sư tiến sĩ mặc bộ áo thục đỏ đứng trao bằng cho thạc sĩ dòm áo thục lam là tôi sau buổi chụp hình cầm hoa giả băng giả và đứng cạnh ông giáo sư tiến sĩ cũng giả nốt, đọc lại cho tôi nhiều cảm xúc. ngày xưa trên TV tối nào cũng xuất hiện cái ông giáo sư tiến sĩ, à, hay ngồi phát biểu về mọi vấn đề của cuộc sống. khi đó tôi ngưỡng mộ lắm nhưng cụ cố nội tôi nói luôn, nghe mấy cái lão này có mà đồ thóc giống ra mà ăn. thời gian trôi qua Hóa ra cụ cố nội tôi nói đúng Các bố chỉ nói phép Chứ có làm được cái gì đâu Có lẽ là mỗi cái giấy chứng nhận Đã hoàn thành chương trình tiểu học Và giấy chứng nhận hộ cận nghèo của tôi là thật Hôm nay trên TV lại có lão tiến sĩ tâm lý Đang tư vấn về giáo dục Kiểu như xui phụ huynh ăn cứt gà vậy Tự nhiên tôi thầm tiếc Ây à Giá ngày xưa bớt bia bọt và đánh lô đề lại để dành tiền mua luôn cái bằng tiến sĩ thì người ngồi chỗ đó để phán như thánh sống có khi là mình rồi chứ đâu đến lượt cái lão già hơi đấy đúng là thời nay thạc sĩ tiến sĩ nhiều như ca ba sa ở đồng bằng sông cửu long vậy thật giả lẫn lộn phải chăng tuyết mất là tại hướng đình cả lang tuyết mất chứ mình em đâu xếp viện trường mà tôi có nhiệm vụ đưa đón là một người có tính tình khá sởi lời. Năm nay ông cũng đắp 57 tuổi. Nếu không có gì đột phá thì ba năm nữa sẽ cầm chắc cái sổ hưu. Đây chính là phiền muộn lớn nhất của sếp khi không còn được cống hiến sức lực và trí tuệ cho đất nước. Nói cho sang miệng vậy thôi chứ tôi thừa biết bố cháu sợ mất đi bồng lộc đang được hưởng. Chẳng thế mà mỗi lần chui vào xe đến cơ quan, bao giờ sếp cũng chép miệng thở dài và nói nhanh thật, Chá mấy mà hết năm. đúng là lãnh đạo, bao giờ cũng có tầm nhìn xa, chứ không như mình, chỉ mong đến mười sáu giờ để thả mấy con đề, coi như niềm vui của cuộc đời. sếp tôi hết lên bộ họp, hay là đi đâu gặp các vị giáo sư tiến sĩ khác, thì đều tay bắt chuyện trò rôm già lắm, cứ như là mười năm mới gặp lại. khi chia tay nhau thì chui vào xe ngồi chưa ấm chỗ kiểu gì sếp cũng nói cái câu quen thuộc <laughs> cái thằng ấy ngày xưa học ngu lắm thấy sếp hay nói câu đó có lần khi sếp vừa tiếp ông thứ trưởng xong tôi hỏi nhỏ vị này thì thế nào à sếp lập tức sếp phán luôn không cần nghĩ thằng đó ngày xưa học ngu lắm nhiều lúc cao hứng lên sếp kể hồi làm nghiên cứu sinh ca lũ dành quá vì chẳng cần học cũng biết mình sẽ đậu nên toàn ngồi bàn chuyện xem quán massage nào có gái đẹp quán gội đầu nào có em chân dài Xếp thở dài chán thì quay ra đoán xem hôm nay đề với bao nhiêu thằng nào trúng sẽ khao cả nhóm vụ karaoke tay vịn hay massage đèn mở Xếp thở dài công nhận ngày xưa nhiều kỷ niệm đẹp thật một tuần làm việc có 5 ngày thì xếp họp đến 4 ngày hầu như lúc nào cũng thấy sạch cặp đi họp hết họp trên bộ lại về các địa phương họp Hồi đầu tôi cũng thấy khâm phục sự tận tâm vì công việc của sếp. Nhưng mà lâu ngày mới vỡ lẽ, lão đi họp chủ yếu là để nhận phong bì. Phát biểu dăm câu ba điều kiểu chung chung rồi lượng bù lại các buổi đưa sếp đi họp trong lúc các vị đại biểu còn đang ngủ gật ở trong phòng máy lạnh ở ngoài này cánh lái xe cho các sếp như bọn tôi được dịp chia sẻ các địa chỉ ăn chơi thư giãn bí mật cho nhau đây chính là việc nâng cao trình độ chuyên môn mà sếp đã dặn hồi mới nhận việc cái ông lái xe tiền nhiệm của tôi bị cho về hưu sớm vì chậm đổi mới tư duy quanh năm ngày tháng Lúc nào cũng chỉ đãi xếp có một món gà móng đỏ đường Trần Duy Hưng Nên xếp ghét Việc đổi cho nhau địa chỉ các tụ điểm ăn chơi Được cánh lái xe gọi là luân truyền cán bộ Mà đúng thật Tuần này tôi sẽ đưa xếp sang Bắc Ninh ôm ấp mấy em gái miền Tây xinh đẹp Chỗ này là do thằng Hải lái xe cho ông cục trưởng nhắn cho tôi Còn nó thì sẽ đưa ông cục trưởng sang Ba Vì tắm khoáng nóng với các em gái mường Theo địa chỉ của tôi đưa Nhược điểm lớn nhất của sếp là quá hám gái. Tật xấu này thì không cai được. Cứ thấy em nào ư như một chút là sếp chảy nước dãi ra. Thiếu gái thì sếp lại lên cơn vật vã y như con nghiện đói thuốc viện vậy. Chả thế mà nhiều lần sếp đang chủ trì cuộc họp tại cơ quan đúng lúc cơn vật. Sếp lượn ngay ra khu WC tìm em lao công có bằng đại học tại chức để mát xa mông và ngực cho nàng. Ở trong viện này nhiều người tỏ vẻ coi thường em đó. Nhưng tôi biết một ngày nào đó xếp trèo lên người em lao công rồi. Hứng lên thì kiểu gì xếp trả cho em leo lên chức phó phòng hành chính. Không tin thì cứ chống mắt lên mà coi. Gì chứ mấy vụ nâng đỡ không trong sáng xảy ra thường xuyên. Trưa này tôi đưa xếp đi thư giãn tại khu phố Hàn bên Bắc Ninh về sếp phớn phở hỏi tôi, này, tôi xem hồ sơ của cậu, thấy có bằng thạc sĩ, đúng không nhỉ, thế cậu học thật hay là mua bằng đấy. tôi cũng thật thà một nửa, ờ ờ báo cáo sếp, em học xong đại học, do bận quá nên em mua bằng thạc sĩ. sếp gật gù hỏi tiếp, thế cậu mua tươi hay là mua khô. thấy tôi ngơ ngác. Sếp nói, mua tươi tức là tiền tươi thóc thật, mua luôn mà không cần học. Còn mua khô là có ghi danh học, nhưng đến kỳ thi là mua điểm, lúc tốt nghiệp là mua hội đồng. Ừ. Dạ vậy, sếp có vẻ danh món này đấy. Sau khi đã thân tình với tôi, sếp mới nói, cậu không phải ngại, mua bằng cũng tốt, vì tớ ghét nhất là cái bọn học thật, có bằng thật. Bọn ấy là hay trâu buộc ghét trâu ăn và có dã tâm chỉ nhăm nghe tranh chức của mình. Được sếp chia sẻ như vậy, tôi cũng thấy nhẹ cả người. Sau một năm đưa đón, sếp có tâm sự với tôi hai điều mà ông vẫn cành cánh trong lòng. Điều thứ nhất là sếp muốn lo xong vụ phong hàm giáo sư. Vì có hàm giáo sư rồi thì cống hiến đến 70 tuổi cũng không lo về hưu sớm. Nhưng để có được, quả là không dễ sếp thở dài nói, Ôi, có cái thằng thư ký ngày xưa viết hộ luận án tiến sĩ, thế nó chuyển công tác mất rồi, chán quá. thay vậy tôi cũng góp ý, Ờ hay là sếp lấy luôn cái đề tài cũ, ngắm mông phụ nữ sao cho có văn hóa, rồi nâng cấp, chỉnh sửa thành đề tài khoa học cấp bộ, kiểu như ngắm mông rồi thì ngắm tiếp chỗ nào. sếp nói. Cậu không phải bàn Tôi cũng biết là ngắm chỗ nào tiếp Nhưng ác cái Mấy thằng ngồi duyệt nó không chịu Bọn nó ngắm chán rồi nên đề tài này không được thông qua Mà cái lão giáo sư ngồi ghế chủ tịch hội đồng Tôi biết cái thằng đó Ngày xưa học ngu lắm Em lạy sếp Điều thứ hai thì hơi tế nhị một chút Chẳng là ông cụ thân sinh sếp năm nay đã 86 rồi Mà vẫn chưa có dấu hiệu chết dù đã ốm vài bận. Sếp tâm sự, lúc mình còn đương chức, nếu mà cụ hai năm mươi thì đám tang sẽ trọng thể, chứ hưu rồi, chó nó thèm quan tâm. Thế này thì tôi tin, vì đã từng đưa sếp đi dự đám tang của bố ông thứ trường mà sếp quen biết. Riêng xe biển xanh cũng xếp hàng cây số, chưa kể xe biển trắng của các doanh nghiệp đến đám tang, cứ gọi là nườm nượp. Lại nói trên đường về, sếp nhầm tính, vụ này vợ chồng thằng đó kiếm gần chục tỷ là cái ít. Sếp nói tiếp, thằng đó ngày xưa học ngu lắm, mà số nó may thế. Sang năm sẽ nhận quyết định về hưu rồi. Ngoài việc đưa sếp đi họp, nhận phong bì, đi thư giãn để tái nạp năng lượng, hàng tháng tôi còn có nhiệm vụ đưa cả nhà sếp đi lễ chùa gần, chùa xa và đi xem bói. Cái khoản tâm linh này thì được sếp quan tâm số một. Chỉ xếp sau mấy cái vụ đi thư giãn thôi Hễ cứ nghe nói Ở đâu có thầy xem bói hay Là xếp bảo tôi đưa đi, đi cho bằng được Ngày trước Tay trường phòng tổ chức chấp nhận cho tôi trả góp vụ xin việc Cũng vì tuyển mãi Không được ai hợp tuổi với sếp Đến khi nhìn thấy ngày tháng năm sinh của tôi Dù không biết trình độ ra sao Sếp ưng luôn Vì hợp tuổi, hợp mệnh Thảo nào Một vụ xin việc đó hành thông đến không ngờ Chắc uống xong cái chai chi vát 18 giờ của tôi mang biếu. Lão đó thù tôi lắm. Chủ nhật này, sếp và hai ông bạn vàng thuộc diện. Thằng đó ngày xưa học ngu lắm. Làm vụ trưởng cùng thuộc bộ rủ nhau đi xem bói tận Hải Dương. Đoàn xe chở ba gia đình có mặt tại nhà bà xem bói thì rất sớm. Cả đoàn đặt lễ, khấn vái và đợi từ 8 giờ sáng đến tận 11 giờ 20 mới được diện kiến thánh cô nói thật chưa bao giờ tôi thấy cảnh các xếp thét ra lửa và các vị phu nhân nổi tiếng hách dịch lại khúm núm và luôn miệng suýt xoa lạy thánh cô như vậy nghe nói ngày xưa thánh cô xuất thân là con mẹ đồng nát chuyên thu mua lông gà lông vịt một hôm đang chồng mông tè bên ruộng rau bị con chó dại cắn nhưng mà không chết từ đó mẹ cháu nhận là thánh cô được người gõi trên phù trợ có tài xem tiền vận hậu vận Thôi thì khắp nơi tìm về xếp hàng để nghe thánh cô phán. Nhìn các vị hiền tài bằng cấp đầy mình xì sụp khấn vái và nghe những nuốt từng lời của con mẹ đồng nát chưa học hết cấp 3 kiêm chức thánh cô. Tự dưng tôi nghĩ, đúng là mấy thằng này ngày xưa học ngu thật. Như vậy thôi, hết giờ lễ của các xếp, tôi cũng lên và xin thánh cô ban cho con đề lấy khước. Chiều ý tôi, cô cũng lấy bút ra, viết hai con số 38 và 83. Nhìn thánh cô cho tôi số thì tôi đoán ngay. Mẹ này chắc cũng là con ma đề. Tối nay, đề mà không về đúng số đó, tôi sẽ túm con mẹ thánh cô để đi tiêm phòng dạy ở viện Pasteur. Cần thì tiêm luôn cho mấy vị hiện tại. Lạy thánh mớ bái. Cơ quan tôi trải qua một tuần đầy biến động với việc xếp viện trưởng chính thức đặt bút ký bổ nhiệm cho em lao công lên làm phó phòng hành chính em tên hà nhưng tất cả các mẹ ở cơ quan chuyên lướt facebook tám chuyện và mua hàng online đều ngầm gọi em là hà phỏ với ngụ ý về con đường thăng tiến của em nhưng công bằng mà nói các mẹ tuy ưỡn ngực chồng mông tự nhận là có chuyên môn mà kém xã giao tiền chạy chức thì không muốn mất tình thì cũng không chẳng nhẽ sẽ bổ nhiệm bằng niềm tin à để xếp bế được em Hà Phò đặt vào vị trí đó em Hà Phò cũng vừa chấp nhận để xếp bế ở nhiều nơi hoang vắng khác rồi từ bây giờ sếp không còn phải lén lút lượn ra khu vệ sinh nữa mà công khai đưa em đi đổi gió dưới danh nghĩa họp hành với chức danh phó phòng thì việc tháp tùng sếp đi mọi nơi cũng là hết sức bình thường ngoài việc chờ sếp và em hà phò đi du hí một vài lần Sếp cũng muối mặt Nhờ tôi kín đáo đánh xe chở em Hà Phò sang tận Bắc Ninh Để điều hòa hậu quả Do vui quá mà quên phòng bị Những lần như thế Trên đường về Kiểu gì em Hà Phò cũng lầm bầm trời Thằng dê già chết tiệt Đúng là cặp đôi hoàn hảo của viện Cuối tuần vừa rồi Sếp lại nhận được tin xét đánh Hồ sơ về việc xin phong hàm giáo sư Đã chính thức bị loại nghĩa là thời gian tại nhiệm của sếp còn không quá một năm. Thật ra là sếp phải bàn giao công việc cho người kế nhiệm trước 6 tháng. Sếp dù bàn lĩnh nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng. Mấy hôm liền chui vào xe là sếp lầm bầm trời rùa mấy thằng bạn ngày xưa học ngu lắm đã không nhiệt tình giúp cho sếp được tọa nguyện. Sau một tuần u ám vì cho rằng mình bị sao la hầu kế đô soi chiếu, sếp lại bình tâm và nói với tôi thôi đỡ mất thêm khoản tiền cúng cho bọn cô hồn ý của sếp ở đây là khoản phong bì đi biếu cấp trên để kéo dài thời gian công tác thế mà sáng nay đến đón sếp vừa thấy tôi bà vợ sếp đã lo lắng bảo chú nhớ khuyên anh giữ gìn sức khỏe đi nhá tối qua nhìn anh đuối lắm rồi về nhà vừa cởi được cái áo khoác nằm vật ra ngủ ly bì đến sáng làm chị lo quá Vâng, em sẽ nhắc anh. Nói vậy thôi, chứ tôi biết thừa. Chiều hôm qua, sếp bế mấy con chân dài đáng tuổi cháu, nó quần cho tơi tả suốt chiều. Thà được cái thân về nhà ngủ là may lắm rồi. Đúng là gái quá, lo việc triều đình. Tin sếp sẽ về vườn trong tương lai gần, khiến cả cơ quan tôi xôn xao. Theo thông lệ, đại hội tới của viện sẽ chính thức giới thiệu ứng viên để cấp trên bổ nhiệm. Vô hình chung, việc xếp xét về hưu đã kích hoạt cuộc đua vào vị trí viện trưởng. Nếu như lúc trước diễn ra âm thầm bao nhiêu, thì bây giờ lại bắt đầu mạnh mẽ và công khai bấy nhiêu. Đúng như cái câu, người chưa đi thì trà đã nguội. Xếp còn ngồi đó, nhưng chỉ như cái máy bay Boeing 747 chuẩn bị hạ cánh để nhường bầu trời cho máy bay khác thôi. Nổi lên trong cuộc đua là hai ứng viên sáng giá. Một là đương kim viện phó, còn vị kia là trường phòng nghiệp vụ. Nếu người ta hay nói kẻ tám là người nửa cân, thì hai vị này chắc là kẻ tám lạng người chỉ thiếu có hai hoa thôi. Điểm chung duy nhất mà tôi thấy được ở hai vị này là mỗi khi nhìn thấy em hà phò, cả hai đều nuốt nước bọt khan và nhìn em bằng ánh mắt thèm khát. Nhưng đang trong thời điểm nhạy cảm, mà sếp thì vẫn còn ngồi trấn trạch ở viện nên cả hai đều phải dằn lòng để mưu cầu việc lớn muốn được đề cử trước hết phải có sự gật đầu của sếp tôi biết rõ là cả hai ra sức chiều chuộng và lấy lòng sếp nhưng muốn có được cái gật đầu đó quan trọng là ứng viên phải biết nói như là một game show trên truyền hình là hãy chọn giá đúng trong hai vị ứng cử viên chạy đua trước viện trưởng tôi chưa bao giờ thấy sếp ngỏ ý là sẽ ủng hộ ai Vị thứ nhất là viện phó Hoài. Ông Hoài năm nay mới 51 tuổi và cũng giữ chức viện phó được 5 năm. Là một người kín kẽ, thâm trầm và khó đoán được suy nghĩ. Nói như lời ông bảo vệ già của cơ quan, tay này là tên cáo già đấy cậu. Tôi tin vì ông bảo vệ đã gác cổng cơ quan trải ba đời viện trường rồi. Dạo này, ông Hoài bỗng trở thành hoa hậu thân thiện, gặp ai cũng sời lời trao hỏi thậm chí thỉnh thoảng còn mua quà cho chị em khối văn phòng. Quà không đắt tiền, nhưng thiết thực. Tuần trước, đi công tác Nam Định về, ông tha cả một thùng băng vệ sinh cô tích phân phát cho mọi người thuộc phòng hành chính, khiến cả văn phòng được trận cười sảng khoái. Với tôi, ông cũng tỏ ra ân cần hơn. Hôm trước, khi lấy giấy công lệnh đi đường, lúc đi ngang qua phòng viện phó, ông hoài kéo tay tôi vào. Rúi cho tôi một túi táo to và nói Cuối tuần nhà tôi về quê Có ít táo Cậu cầm về cho mấy đứa nhỏ Em xin Tôi cảm ơn rồi xách túi táo ra xẻ Gớm Vương táo của sếp xịn quá Còn nguyên mã vạch của siêu thị Lotte Mà thôi Cứ đem về dùng đã Tôi biết Sếp viện phó đã đem một túi quà vào phong bì dày cục Đến nhà viện trường để lobby Khi tiễn khách sếp viện trưởng có bắt tay rất chặt và nói cậu đã đồng cam cộng khổ cùng tôi bao năm rồi lần sau đừng có bày vẽ ra thế tôi không giới thiệu cậu thì còn ai vào đây nữa cứ yên tâm nhé chỗ anh em bao năm có gì mà khách sáo nhiều lúc sếp viện phó có gặp riêng tôi để nhờ thăm dò ý tứ sếp trưởng sếp hoài còn gì giả nếu tớ mà lên viện trưởng Trước sau gì Cái ghế phó phòng hành chính cũng dành cho cậu Tôi cảm ơn và thầm nghĩ Người ta nói rồi Miếng format miễn phí Chỉ có trong bẫy chuột thôi Xếp lăn lê bò toài Để leo lên cái chức viện trưởng Có mà nằm mơ đi bổ nhiệm xuống Nhưng thôi biết lão họ hứa Để đỡ mộng mơ cũng tốt Vị ứng viên thứ hai là đồng chí trường phòng nghiệp vụ một tiến sĩ học thật, bằng thật và không giống xếp viện trường và viện phó. Trường phòng tên là Thanh, còn khá trẻ, mới có 45 tuổi. Đồng chí này là người khá sôi nổi và nhiệt tình trong mọi công việc tập thể. Khi bắt đầu cuộc đua, dù biết mình chưa chắc đã thắng được xếp hoài, nhưng trường phòng vẫn quyết lấy cảm tình của mọi người trong viện. Thôi thì quả các cũng không thiếu, vài bữa lại có một món gì đó để liên hoan. Xếp Thành tinh tế hơn sức hoài Khi đi công tác dưới Hải Phòng về Cũng mua cho mọi chị em trong cơ quan Mỗi người một lọ thuốc kiều Trông uống vợ khen Khiến cho mọi người mừng rơn Tình hình cơ quan trong thời gian này rất khác thường Mọi người vẫn lưỡng lự Không biết ngà theo phe nào Ai cũng sợ đặt nhầm cửa Sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này của mình Trưởng phòng thanh Cũng dắt vợ đến thăm nhà xếp viện trưởng Đương nhiên Lễ vật đi kèm cũng khá hậu hĩnh Sếp hồ hởi nói. Thời buổi này, cần nhất là những cán bộ trẻ, vừa hồng, vừa chuyên như cậu. Giới thiệu lớp trẻ kế cận là trách nhiệm của tớ. Cậu không cần phải khách sáo như thế đâu nhé. Hai ứng viên nói theo cách dân gian. Đồ chơi không thiếu, đạn dược cũng đủ đầy. Chỉ còn thiếu một cái tờ A4 có cục dấu đỏ thôi. Chưa bao giờ cái ghế viện trường ở gần trong tầm tay như vậy cả hai đều tăng cường giao lưu, lấy lòng cấp trên, lễ lạt xếp trưởng và viện trưởng, lén vượt cấp lên bộ. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Để đảm bảo chắc ăn, những tin đồn nói xấu bồi nhọ nhau bắt đầu được tung ra. Càng đến gần đại hội của viện, không khí càng sôi sục khẩn trương. Tuần trước, đợi tôi chuẩn bị ra về, trường phòng thanh có gọi lại và nói Thớ có chai rượu mua bên sinh, vừa không dùng tớ tặng cậu để nhâm nhi nhìn cái túi ni lông có dòng chữ duty free singapore thoáng qua tôi cũng biết có mỗi cái túi là thật còn cái chai remy mắc tanh chắc chắn là thừa bên bãi phúc xá cùng lò với cái chai trivat của tôi mua ngày nào giá cũng tầm hai trăm nghìn đem chai rượu về tôi cất xó nhà để lúc nào cần thì sẽ mang đi biếu loại rượu này mà cúng trên bàn thờ các cụ chắc chắn sẽ ngộ độc rượu cho mà xem quên chưa nói ngày mới về viện mấy tay trí thức này đi đâu cũng có cuốn sổ con với cái bút tôi nghĩ chắc là nhà khoa học chân chính thì phải là thế sau này mới biết hệ ai cho cái gì hay là cho ai cái gì trường phòng cũng cẩn thận ghi rõ ngày tháng quà cho ai giá trị bao nhiêu tôi đoán chắc ngay khi xách cái chai rượu ra cửa lão đó lại hì hụi ghi chép cho mà xem có lẽ mỗi em hà ca ve là thản nhiên vì như có lần em nói với tôi là thằng nào mà lên cái ghế đó thì em vẫn phải trồng mông phục vụ chúng nó thậm chí còn phải hầu nhiều hơn để bù lại những ngày tháng mút đức dãi của chúng nó nghe xong tôi biết chắc ở viện này chỉ có ba vị trí không thay đổi đó là ông bảo vệ già em hà cave và tôi đơn giản là sếp nào mới lên cũng muốn được tôi lái xe và đưa đến những chỗ họp giao ban chỉ có hai người hoặc những khu hát karaoke bằng tay mặc cho hai ứng viên lao tâm khổ tứ sếp viện trưởng vẫn như thường lệ tuần hai buổi giao lưu với em hà các buổi khác sếp tranh thủ đi xã giao ở các tụ điểm khác dù gì thì thời gian tại nhiệm của sếp cũng không còn bao nhiêu Tuần vừa rồi xếp dẫn đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài để tham quan và học hỏi kinh nghiệm. Chuyến đi kéo dài 10 ngày tới châu Âu. Đương nhiên là em Hà Ca Ve là nhân vật không thể vắng mặt được. Ở cơ quan, mọi người mỉa mai gọi là chuyến đi trăng mật dối giả của sếp. Mọi việc ở nhà được sếp phó tạm quyền điều hành. Ngày sáng hôm sau, sếp Hoài đã nhắc tôi qua phòng hành chính, lấy công lệnh và phiếu xăng để mai qua nhà đón sếp đi công tác Hải Dương. Hóa ra, sếp thật biết tận dụng. Khi nghe tôi nói về thánh cô là sếp muốn thử ngay và không chậm trễ. Sáng hôm sau, tôi qua nhà đón hai vợ chồng sếp đi Hải Dương. Khỏi phải nói khi nhìn thấy con xe của viện, ánh mắt của hai vợ chồng sếp sáng bừng. Về mặt kinh tế, sếp thừa tiền để mua xe riêng đi lại. Nhường xe biển trắng, nó trông không oai và làm sao mà nó sang bằng cái xe biển xanh được đi xe biển xanh khác nào đi kiệu tám người khiêng theo kiểu phong kiến vốn chỉ dành cho quan lại cấp cao hóa ra người ta tranh nhau cái ghế ngoài bồng lộc ngập răng còn có giải quyết được cái khâu oai bằng con xe biển xanh này buổi lễ kéo dài quá trưa đầu giờ chiều tôi mới thấy hai vợ chồng xếp phó thỏ mặt ra đi hóa vàng không biết có mẹ thánh cô chưa tiêm phòng dại nó nì non điều gì mà lúc ngồi lên xe cả hai vợ chồng xếp phó đều hân hoan như kiểu tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh vợ xếp phó còn hỏi kỹ tôi về các điểm chùa chiền bói toán linh thiêng chắc sau này chồng lên chức sẽ đi bằng hết cảm giác như cái chức viện trường đã nằm trong tầm tay đến nơi rồi nhìn hai vị này tôi nhớ đến câu ba mươi chưa phải là tết lúc xuống xe vợ xếp phó đưa cho tôi một đĩa xôi gấp nói đây là xôi lộc thánh cô ban cho tôi lạ gì cái loại xôi này được đồ hàng yến từ đêm hôm trước và bày lên ban thờ cả ngày nắng nóng giờ có ném chó cũng chết vì rắn và cứng trên đường về nhà tôi thả đĩa xôi lộc xuống cái thùng nước gạo của một hàng phở ven đường cho nhẹ nợ mấy hôm sau lại đến trường phòng thanh nói tôi đánh xe chờ cả gia đình về quê có việc Nói thật nhìn cả nhà trường phòng vinh vang Ngắm cành đồng ruộng và nhận mọi ánh mắt kính nể Khi thấy xe biển xanh về tận ngõ này Tôi biết cuộc chiến này khá cam go đấy Chị báo hại cho tôi Vì đường làng thì hẹp Mà vợ con trưởng phòng muốn đỗ sắt trước cổng Cả họ nhìn thấy Đúng là cái bà quyền lực Nó còn mạnh gấp 10 lần bà chó chứ Sáng nay viện tôi chính thức tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên lấy phiếu tín nhiệm cán bộ từ kết quả này đại hội tri bộ sẽ bầu ra đồng chí viện trưởng mới khi chuẩn bị ra khỏi nhà đến đón xếp vợ tôi có hỏi trưa nay chồng có về sớm được không có gì không vậy hôm nay cụ tiên chỉ làm cỗ khao trong xóm ngoài làng nhân đầy tháng thằng cu vừa cầu tự được nghe nói là cụ làm hơn bảy mươi mâm cỗ tôi trả lời Thôi, trưa nay tôi bận rồi Đi ăn cỗ, nhớ xem là cu giống ai nhé Đúng 8 giờ sáng, đại hội chính thức khai mạc Ngồi ghế chủ tục Đúng 8 giờ sáng, đại hội chính thức khai mạc Ngồi ghế chủ tịch đoàn là xếp viện trưởng Và hai ứng viên Em Hà Ca Ve, ngồi ở ban thư ký có trách nhiệm kiểm phiếu Nhìn mặt hai ứng viên, thấy vô cùng căng thẳng các cuộc thăm dò trước đó đều thấy tỷ lệ chiến thắng của cả hai là 50 trên 50. Như ông bảo vệ già nói, đây là cuộc đua khó đoán kết quả nhất. Trên bộ cũng cử đại diện về tham dự hội nghị. Sau khi mọi thủ tục xong, thay mặt viện, sếp tôi lên phát biểu tổng kết thành quả 5 năm qua. Nghe sếp đọc xong, tôi cảm thấy như sếp đang đọc điếu văn cho chính sếp vậy. Thảo nào, mắt em hà đỏ hoe, còn các mẹ ngồi dưới từng được hưởng ơn mưa móc của sếp cũng thấy thổn thức Nấu ruột mà sao hôm nay em hà ve mặc cái áo dài kiểu tân thời không thể mỏng hơn được đã thế áo lại còn màu cánh sen nhìn rõ cái bộ ngực cỡ xxl bị dồn đến tức mắt ở bên trong nhưng trong bầu không khí căng thẳng này chả ai còn tâm trạng mà ngắm nghía có lẽ chỉ mỗi tôi được phân công phụ trách âm thanh ánh sáng ngồi sát đó nên mới thấy rõ. Sau các bài phát biểu mà không có ai có tâm trạng muốn nghe, đúng 10 giờ 15 cả viện tiến hành bỏ phiếu, sau đó sẽ nghỉ giải lao, ăn nhẹ và chờ tổ thư ký kiểm phiếu. Giờ giải lao toàn bộ nhân viên trong viện, ai cũng hồi hộp và căng thẳng. Khỏi phải nói, hai xếp ứng viên mồ hôi ướt sũng như chuột lột, dù máy lạnh vẫn cứ chạy ầm ầm. Cả hai hầu như không ăn uống được gì mà chỉ chăm chú nhìn về phía phòng kiểm phiếu. 11 giờ, bắt đầu tiếp tục hội nghị. Mở màn là tiết mục ca mối nhạc khá hay, cho bầu không khí đỡ buồn tẻ. Nhưng tôi thấy hầu như không ai buồn nghe. Sau màn múa, hát kết thúc, em Hà ca ve xuất hiện. Biết thế, tôi chỉnh volume cao hơn một chút để mọi người nghe cho rõ. Bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng ma mị, em phát biểu. Kính thưa các vị đại biểu, hôm nay có tổng số 125 phiếu được phát ra, thu về 125 phiếu, trong đó có 121 phiếu hợp lệ. Tôi xin thay mặt ban thư ký công bố. Bỗng có tiếng soạt một cái, tôi chưa kịp định thần thì tiếng soạt thứ hai lại vang lên, to hơn tiếng xe vải. Cả hội trường rung lên. Định thần nhìn lên, tôi thấy toàn bộ áo dài tân thời mỏng manh như cánh sen của em Hà Ca Ve đã rách toạc và nằm phất phơ dưới sàn của sân khấu núi đồi thảo nguyên là đây lần đầu tiên trong đời tôi chảy nước dãi ướt nhẹp cổ áo đêm qua trời trở lạnh từng cơn gió từ phương bắc thổi về khiến lòng người tê tái đã bảy giờ sáng mà trời vẫn tối đen như mực tôi đánh xe đến nhà nguyên viện trưởng tức là sếp cũ của tôi để đưa sếp ra sân bay kể từ sau cái đại hội đến nay là ba tháng để tri ân công lao của sếp văn phòng bộ thường trực phía nam có lời mời hai vợ chồng sếp một chuyến đi tham quan các tỉnh đồng bằng sông cửu long và đến tận mũi cà mau lần đầu tiên đi du lịch mà không có chân dài đi kèm đã thế lại có bà vợ già tháp tùng nên tôi thấy sếp có vẻ không vui cũng đúng thôi người ta nói nhiều vị đương chức khi về hưu dễ mắc trầm cảm lắm trái lại bà vợ sếp có vẻ rất tươi tỉnh từ khi xếp về hưu, nguồn thu có giảm đi đáng kể. Bù lại, bà được quản cái phần xác của ông chồng đàng hoàng của mình, còn phần hồn thì bà kệ xác. Có lần tôi coi kênh Discovery, thấy cảnh một con sư tử đầu đàn đã già lại ốm yếu, không thể đáp ứng yêu cầu của bầy con sư tử cái. Thế nên, một con đực trẻ hơn đã cùng với mấy con cái trục xuất con sư tử già ra khỏi đàn để chiếm ngôi đầu đàn. Nhìn sếp cũ của tôi bây giờ y chang như vậy Trên đường ra sân bay Ngắm bộ dạng sếp Cũng không còn được phong độ như ngày xưa Tóc thì không được nhuộm hàng tuần Nên bạc trắng Dâu cũng không buồn gạo Và quần áo thì không còn chìm chu như thời đương chức Đỗ xe sát ngay sảnh ga đi quốc nội Tôi xếp hành lý cho hai vợ chồng Xếp lên xe đẩy và nói Xếp đi chơi vui vẻ nhé Xếp khẽ gật đầu rồi nói khi nào rảnh Nhớ ghé qua tớ trò chuyện Tôi vâng dạ Và lên xe quay về thành phố ngay Sáng nay tôi còn phải đón viện trường vào Thanh Hóa Dự hội nghị giao ban các tỉnh từ miền Trung trở ra Tháp tùng viện trưởng đi công tác lần này là trường phòng tổ chức Một chức vụ mà bồng lập và quyền lực chỉ sau mỗi viện trưởng Viện phó nhiều khi chỉ là hữu danh vô thực Không bằng trường phòng tổ chức Tất nhiên không phải là cái lão trường phòng nó nhận của tôi cái chai chi vác dởm và tiền trả góp để xin việc. Trưởng phòng tổ chức mới được bổ nhiệm, không ai khác chính là em Hà Ca Ve, người được đề bạt từ phó phòng hành chính sang. Đúng như có lần tôi đã dự đoán, đừng vội có thương nhau. Mấy mẹ chuyên buôn chuyện và nói xấu chồng trên mạng, lại hay sò xin em Hà, giờ đã trật tự và im lặng một cách có chủ định. Quay trở lại buổi đại hội của ba tháng trước, sau một phút sững người Giống toàn thể cán bộ của viện Quẹt nhanh chỗ rãi trên cổ Tôi nhanh tay giật cái khăn bàn rách Hay dùng phủ dàn ampli của hội trường Lao lên sân khấu Và quấn tạm quanh người cho em Hà Ca Ve Lúc này em cũng đang cứng đờ người Và không kịp phản ứng gì Khi dìu em qua bàn chủ tịch Tôi thấy cả hai ứng viên cũng chảy rãi Còn khiếp hơn cả mình Một em trong tổ thư ký Vội đọc kết quả thay em Hà Viện phó Nguyễn Đức Hoài được 60 phiếu Trường phòng Trần Đình Thanh được 61 phiếu Kết quả xít sao và chỉ tranh nhau có đúng một phiếu Khiến cả hội trường bàng hoàng Xếp viện phó thì bầm mặt Còn tân viện trường thì nở nụ cười mãn nguyện Các buổi giao ban công việc cũng được tiến hành khẩn trương Hôm nhận chìa khóa của phòng viện trường, xếp thanh đã cho mời thầy cúng tụng niệm trấn trạch cẩn thận bàn làm việc cũng được chuyển hướng cho hợp mệnh vì thua quá đau khi mà tưởng đã chắc chiến thắng xếp hoài xin nghỉ ốm và nghỉ phép hơn một tháng khổ thật nề tình xếp viện phó cũng đối xử với mình không tệ tối hôm trước tôi có ghé qua thăm nhân tiện sách theo chai remy Martin mà ngày xưa tân viện trưởng có tặng tôi thấy tôi đến Cả hai vợ chồng xếp phó mừng lắm Thi nhau kể lề cái bọn vô ơn Từ ngày có xếp mới là như ruồi bu Thi nhau đến nhà xếp thanh Còn xếp phó chúng là mặc kệ Đúng là người đời Phu thịnh chứ ai phu suy Chỉ trích cái đám vô ơn chán Vợ xếp phó quay ra chửi cái con mụ chó dại cắn không chết Phán như thánh Khiến bà mất cả đống tiền mà vẫn sôi hỏng bỏng không Nghe vợ nói vậy sếp phó chỉ biết nhếch mép cười nhạt bà mười chưa phải là tết tôi biết ngoài việc tiếp cái ghế viện trưởng sếp hậm hực vì tuột mất em hà Ve trong phút chốc sau vụ tự dưng biểu diễn bikini show em hà Ve bóng nổi tiếng khắp cơ quan lẫn trên văn phòng bộ đoạn clip cay quanh đó được chia sẻ với tốc độ chóng mặt khiến em nổi tiếng như người mẫu của victoria secret Cô đáng tội Phải cảm ơn sếp cũ Trong chuyến đi tuần trăng mật dối già châu Âu Em được sếp mua tặng khá nhiều bộ đồ lót Hiệu Body Hot Nên khi bị lộ hàng Cũng khiến cánh chị em ganh tị Con cánh mày dâu thì được rửa mắt Trong giày lát Chẳng thế mà tân viện trưởng không bỏ phí một giây nào Tháng trước Tôi đã phải đánh xe chờ hai người đi tắm khoáng tận Kim Bôi Trong lúc họ tắm cho nhau Tôi cũng tranh thủ tính được vài con đẻ cảm ơn cái vụ cứu mỹ nhân khi trước cả em hà ca ve và sếp viện trưởng mới đều đối xử khá tốt với lái xe cũ mà thạo việc là tôi Ờn ừ, giời tôi chỉ cần có vậy xe chở viện trưởng với em hà đến thành phố thanh hóa là đúng giữa trưa trời xe lạnh lại có mưa nhẹ nên ăn xong là cả đoàn đi về khách sạn nghỉ đến đầu giờ chiều sẽ chờ sếp đi họp như kế hoạch theo thông lệ mọi lần lái xe sẽ nghỉ ở một phòng ở tầng một cho tiện chăm sóc tre còn các sếp sẽ nghỉ ở tầng trên lần này cũng vậy viện trường và em hà ca ve cùng nhau vào thang máy di chuyển lên tầng 3 trời lạnh cộng thêm vừa ăn xong nên tôi tranh thủ trợ mắt chút còn lái xe đang mờ màng thì thấy cửa phòng có tiếng rồn rập tôi chạy ra mở thì thấy nào là nhân viên khách sạn nào là công an nào là cả phóng viên đứng ngay ngoài chưa kịp hiểu chuyện gì tôi được yêu cầu lên tầng 3 xác nhận về nhân thân của hai người trong đoàn. Khi đến cửa phòng 303, tôi thấy rất nhiều công an và cán bộ. Nghe nói họ ở đoàn kiểm tra liên ngành về chống tệ nạn xã hội. Khi kiểm tra đột xuất, thấy xếp viện trường và em Hà đang chơi trò chống đẩy. Kiểm tra giấy tờ và lời khai có nhiều quần khúc nên họ mời tôi lên. Người ta nói hồ về đồng bằng cũng chỉ như mèo con, quả không sai. Mới có mấy tiếng trước, sếp oai vệ là thế giờ đây cả hai trong trạng thái adam và eva trên người quấn có mỗi cái mảnh ca giường nhìn đến là thảm hại sau cuộc điện thoại cuối cùng sếp của tôi và em hà chỉ bị lập biên bản xử lý hành chính vì đồng chí viện phó nguyễn đức hoài đích thân gọi điện và phát công văn xin bảo lãnh đoàn của chúng tôi quay về hà nội ngay tối hôm đó suốt cả chặng đường không ai nói một câu để xua tan bầu không khí nặng nề Tôi đành bật một bài hát Thế quái nào lại đúng được cái bài xin lỗi tình yêu với giọng ca của Đàm Vĩnh Hưng Nghe những lời ca đó Em Hà Ca Ve đã khóc quả Còn xếp viện trường thì mím chặt môi Dòng bão đang chờ xếp ở nhà Ở cơ quan Và ở trên bộ Vì ngay chiều nay Các trang báo mạng Các trang facebook của mọi người trong cơ quan Đều được gửi đính kèm những hình ảnh nhạy cảm của hai người tối nay khi ăn cơm xong tôi leo lên sân thượng để tưới cây bất chợt điện thoại của sếp viện phó gọi tới sáng mai đúng tám giờ cậu qua nhà đón tôi lên bộ họp khẩn nhé dạ vâng ạ ngước lên bầu trời bất chợt tôi thấy sao đổi ngôi